chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ Bảy ngày 22 tháng 1 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hưng Yên họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo Ban Nội chính tỉnh ủy, đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh thăm chúc Tết gia đình chính sách, trao hỗ trợ hộ nghèo và các tổ Covid cộng đồng. Toàn tỉnh có 23 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021. Phát triển du lịch gắn với nghề trồng hoa cây cảnh ở Xuân Quan. Xử phạt 33 trường hợp thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Thưa quý vị và các bạn, trong 2 tuần gần đây, trước diễn biến phức tạp về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, bởi trung bình mỗi ngày có trên 400 ca mắc COVID-19, có ngày lên đến gần 700 ca. Điều này cho thấy có biểu hiện lơ là, chủ quan trước dịch bệnh tại một số địa phương, một số doanh nghiệp và ý thức chủ quan của một bộ phận người dân. Trước tình hình trên, chiều nay, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy và đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, dự chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo tỉnh với 10 huyện, thị xã, thành phố, 161 xã, phường, thị trấn để bàn các biện pháp cấp bách phòng chống dịch, nhất là ứng phó với dịch trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết liệt chất vấn Chủ tịch Ủy ban Nhân dân một số huyện, thành phố về trách nhiệm trong công tác chỉ đạo phòng chống dịch, việc duy trì hoạt động của các tổ truy vết cộng đồng, quản lý người từ nơi khác về địa bàn, quản lý các trường hợp cách ly tại nhà. Có địa phương còn để xảy ra một số vi phạm trong công tác phòng chống dịch như tụ tập ăn uống đông người được người dân phản ánh đến lãnh đạo tỉnh. Có người dân phản ánh quay cả clip này. Cả xóm cả thôn ăn liên hoan hàng trăm người, trăm mâm, thế mà người ra mà từ Thái Bình sang rất đông. Mời anh Phúc cho nào, anh có thể nói thêm cái nội dung đấy. Trong cái việc này có sơ suất của Ủy ban xã Minh Tân và các cái tổ Covid cộng đồng trong cái việc mà kiểm soát, và cái này cũng có lỗi coi như chủ quan từ phía coi như là giáo sư Tần Nhẫn là có đón coi như linh mục mới, và linh mục mới có báo cáo với lại cả ban chỉ đạo xã và cũng nhận lỗi và hứa là sẽ nghiêm túc chấp hành các cái quy định về phòng chống dịch trên địa bàn. Sau khi nghe ý kiến của một số sở ngành địa phương và các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đánh giá bên cạnh các lý do khách quan, nguyên nhân của tình trạng số F0 tăng cao thời gian qua là do công tác kiểm soát dịch có phần lơ là, chủ quan của cả chính quyền và người dân. Thậm chí có sự yếu kém không kiểm soát được dịch ở một số địa phương. Đây không còn là nguy cơ mà dịch đã xuất hiện diện rộng và liên tục trong thời gian khá dài trong cộng đồng. Trong thời gian qua, việc kiểm tra xử phạt các vi phạm quy định phòng chống dịch trùng xuống nên thiếu tính gian đe. Dịp Tết Nguyên đán là thời điểm có nguy cơ số ca F0 còn tăng cao hơn nữa, vì vậy cần chấn chỉnh siết chặt lại công tác phòng chống dịch với sự quyết tâm cao độ để kéo giảm số ca mắc mới mỗi ngày. Lãnh đạo tỉnh sẽ kiểm tra đột xuất công tác phòng chống dịch trong dịp Tết Nguyên đán. Tôi đề nghị là đặc biệt là các đồng chí bí thư huyện ủy, bí thư cấp xã, các đồng chí xem lại và chấn chỉnh lại một cách toàn diện công tác phòng chống dịch trên tất cả các tuyến. Việc phòng chống dịch là ở cơ sở, bởi vì nó gắn với con người, gắn với gia đình, từng nếp nhà. Thế cho nên là trách nhiệm của cấp ủy chính quyền, địa phương cơ sở là đóng vai trò quyết định. Bà con nhân dân là vẫn có cái chủ quan lắm, cho nên công tác tuyên truyền vẫn là phải là mặt trận hàng đầu, và tuyên truyền về cái mức độ nguy hiểm, về cái thực trạng, về nguy cơ mức độ dịch của địa phương nơi người dân sinh sống đấy, để họ tự có cái biện pháp mà phòng ngừa. Cái thứ hai nữa, đối với các doanh nghiệp và chủ cơ sở sản xuất kinh doanh phải gắn trách nhiệm bằng được, xây dựng một cái hệ thống đánh giá về nguy cơ, mức độ nguy cơ dịch đối với từng doanh nghiệp, để trên cơ sở ta thống nhất áp dụng các biện pháp can thiệp. Ví dụ như đạt đến cấp độ 3, tương ứng cấp độ 3, các đồng chí cho hạn chế chỉ hoạt động 50% công suất thôi. Đấy, cấp độ 4 dừng. Và đối với người dân nói chung và cán bộ, đảng viên nói riêng phải gương mẫu trong cái việc mà hạn chế đi lại trong cái dịp Tết này, kể cả thăm nom chúc Tết, ăn uống. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn quán triệt cần nhận thức vấn đề chống dịch luôn phải được tăng cường. trong mọi thời điểm không được sao nhãng và phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Thứ nhất là ta duy trì chỉ đạo toàn bộ các tổ truy vết cộng đồng của các thôn, duy trì thường xuyên, quản lý chặt chẽ sự biến động của dân cư. Dịp Tết Nguyên đán là những người về quê Tết thì cũng nên khuyến cáo là ta cũng hạn chế tối đa. Khi về thì đảm bảo phòng chống dịch. Thế còn sau Tết Nguyên đán, những người tỉnh ngoài về tỉnh tiếp tục vào công tác làm việc thì đều phải, trước khi làm việc đều phải nghỉ, cách ly 3 ngày lại, tất cả âm tính xong mới vào và test nghiệm ở tại Hưng Yên, chứ không lấy kết quả được khác. Và test ở đâu? Thì test ở trụ sở Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn của chúng ta hiện nay đang có. Và cái giá xét nghiệm đấy yêu cầu phải giá rẻ hơn, thấp hơn giá dịch vụ. 100% các doanh nghiệp mà công nhân đi làm trở lại bình thường thì phải xét nghiệm rồi. Tức là người ở địa phương cũng vậy và người ở nơi khác đến cũng vậy. Trước khi quay trở lại nhà máy làm việc đều phải có kết quả âm tính mới được vào. Thì đây là tôi yêu cầu các địa phương, các đồng chí lãnh đạo huyện phải ký cam kết trước khi nghỉ Tết với cái chủ doanh nghiệp, tăng cường xử phạt, mà xử phạt cao nhất. Tôi đề nghị xử phạt cao nhất. Riêng vi phạm trong phòng chống dịch Covid thì phải xử nặng. Chỉ nặng mà, càng nặng thì mới có răn đe, không nặng thì không có sức răn đe. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu ngay trong những ngày giáp Tết cũng phải đẩy nhanh tiến độ tiêm trên hơn 600.000 liều vaccine phòng COVID-19 để đạt độ bao phủ mũi 3 trên 70%, tăng cường hướng dẫn ứng dụng công nghệ trong phòng chống dịch. Tỉnh sẽ hỗ trợ gần 900 tổ COVID cộng đồng, 5 triệu đồng mỗi tổ trước Tết Nguyên đán. Sáng nay, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tới thăm, tặng quà và hỗ trợ các tổ COVID cộng đồng, hỗ trợ gạo đối với hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn thành phố Hưng Yên. Cùng đi với đoàn có đồng chí Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn đã trao 17,4 tấn gạo hỗ trợ người nghèo, cận nghèo và 445 triệu đồng hỗ trợ các tổ COVID cộng đồng. Tiếp đó, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tới thăm, tặng quà gia đình người có công, cán bộ đảng viên được tặng huy hiệu 75 năm tuổi Đảng. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần, đồng chí Trần Quốc Văn gửi lời chúc mừng năm mới tới các gia đình, ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên những người có công, các đồng chí lão thành cách mạng tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giữ gìn sức khỏe, động viên con cháu phát huy truyền thống của gia đình, góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, mạnh dạn phát triển kinh tế, các tổ COVID cộng đồng khắc phục khó khăn, làm tốt nhiệm vụ phòng chống COVID-19, bảo vệ an toàn cho chính bản thân và cộng đồng. Vừa qua, đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã đi thăm, tặng quà chúc Tết hộ nghèo trên địa bàn huyện Kim Động. Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã đến thăm, trao quà Tết cho gia đình chị Trần Thị Sinh, thôn Thanh Cù, xã Ngọc Thanh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Lê Huy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã trao gần 49 tấn gạo của tỉnh cho huyện Kim Động để hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và trao hỗ trợ 73 tổ COVID cộng đồng với mức hỗ trợ 5 triệu đồng một tổ. Đồng chí Nguyễn Lê Huy chúc các hộ nghèo, hộ cận nghèo, các thành viên tổ COVID cộng đồng của huyện đón Tết cổ truyền của dân tộc đầm ấm hạnh phúc. Mong các hộ nghèo, hộ cận nghèo sang năm mới tiếp tục khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Ngày 21 tháng 1, đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã đến thăm, tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng Tâm thần kinh và Trung tâm Hy vọng Tiên cầu. Tại các nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tặng quà, gửi lời chúc mừng năm mới và ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, người lao động và các đối tượng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các đơn vị. Đồng thời mong muốn tập thể cán bộ, viên chức, người lao động ở các trung tâm tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc các đối tượng người khuyết tật, người già cô đơn, trẻ em mồ côi và người bệnh đang được nuôi dưỡng tại các trung tâm. Ngày 21 tháng 1, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị tổng kết phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Năm 2021, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trong tỉnh đã góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Các hủ tục lạc hậu từng bước được đẩy lùi, tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết cộng đồng được phát huy. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng yêu cầu trong thời gian tới, Ban chỉ đạo và các thành viên bám sát nhiệm vụ được phân công để chủ động tham mưu và triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của phong trào, cụ thể hóa từng chỉ tiêu phong trào. Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị địa phương, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa, tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, tạo nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ký quyết định số 146 công nhận 23 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021. Các địa phương được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021 gồm các xã Dương Quang, Ngọc Lâm, Cẩm Xá, Hưng Long, thị xã Mỹ Hào, xã Nghĩa Hiệp, xã Lưu Xá, huyện Đền Mỹ, huyện Khoái Châu có các xã Tân Châu, Đồng Tiến, huyện Ân Thi có các xã Xuân Trúc, Hạ Lễ, Đặng Lễ, Đa Lộc. Huyện Kim Động có các xã Đồng Thanh, Hùng An, Chính Nghĩa, Nhân La. Thành phố Hưng Yên có xã Bảo Khê. Huyện Phù Cử có các xã Minh Tiến, Minh Tân, Minh Hoàng, Phan Xảo Nam, Tống Phan. Huyện Tiên Lữ có xã Hương Đạo. Đây là các địa phương chú trọng nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã khiến diện mạo nông thôn thực sự đổi thay, kinh tế nông nghiệp chuyển biến rõ rệt, kết cấu hạ tầng nông thôn được tập trung đầu tư xây dựng đồng bộ khang trang, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao. Năm 2021, xã Mai Động đã huy động nhiều nguồn lực đầu tư trên 7 tỷ đồng xây dựng và nâng cấp một số tuyến đường giao thông quan trọng tại thôn đảo Vân Nghệ. Trong đó, đầu tư trên 5 tỷ đồng để xây dựng tuyến đường chính từ bến phà Mai Động đi vào thôn với chiều dài hơn 1 km, chiều rộng mặt đường 8 m, dày 20 cm. Cùng với tuyến đường trên, xã Mai Động đã làm mới một số tuyến nhánh đường nội đồng của thôn với tổng chiều dài gần 500 m. Ngoài nguồn hỗ trợ 2 tỷ đồng từ huyện, xã đã huy động kinh phí từ nguồn thu đấu giá đất, xã hội hóa của người dân, doanh nghiệp để hoàn thiện. Nhờ đó, việc đi lại vận chuyển hàng hóa những ngày cuối năm ở Vân Nghệ đã thuận lợi hơn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Mặc dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nhưng năm 2021, công ty Bảo Việt Nhân Thọ Hưng Yên vẫn đạt doanh số cao. Đến nay, công ty có hơn 5.000 khách hàng tham gia mới với tổng doanh thu trên 600 tỷ đồng. Trong đó, năm 2021, doanh thu khai thác mới trên 100 tỷ đồng. Công ty đã chi trả đáo hạn rủi ro cho hàng trăm khách hàng với số tiền hàng chục tỷ đồng. Bên cạnh sự nỗ lực phục vụ khách hàng, công ty không ngừng mang đến các sản phẩm ưu việt phù hợp với nhu cầu cuộc sống và những trải nghiệm tích cực với dịch vụ chất lượng và thuận tiện trong thời đại mới. Song song với các hoạt động kinh doanh hiệu quả, công ty Bảo Việt Nhân Thọ Hưng Yên luôn tích cực trong các hoạt động cộng đồng, tặng học bổng xe đạp cho 100 em học sinh của tỉnh nhà nhằm động viên tinh thần các em nỗ lực phấn đấu vươn lên, đạt thành tích tốt trong học tập. Xã Thành Công, huyện Khoái Châu, xưa nay vốn nổi tiếng với nghề mộc truyền thống. Dù trải qua bao thăng trầm, nhưng người dân nơi đây vẫn gắn bó với nghề cha ông để lại. Làng nghề mộc tại xã Thành Công hiện còn hơn 20 hộ sản xuất kinh doanh đồ mộc mỹ nghệ, nhiều nhất tại thôn Hương Quất 2, trong đó nguyên liệu chủ yếu là gỗ gõ, gỗ hương và gỗ vụ được nhập khẩu. Để làm ra một sản phẩm đẹp, ngoài lựa chọn những loại gỗ tốt phù hợp có hoa văn tinh xảo, thì người thợ làm nghề cũng phải thật khéo léo. Mặc dù năm nay do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng sản phẩm làm ra vẫn tiêu thụ ổn định, đặc biệt vào dịp Giáp Tết Nguyên đán vì lượng khách hàng đặt mua cũng nhiều hơn, hầu hết là các đồ trang trí, đồ thờ, tủ quần áo. Nhiều năm nay, xã Xuân Quan, huyện Văn Giang là địa phương đi đầu trong việc chuyển đổi cây trồng, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Với lợi thế ven đô và các điều kiện tự nhiên sẵn có, phát triển du lịch nông nghiệp trong tương lai sẽ là một ngành nghề để người dân ở đây làm giàu. Xã Xuân Quan có khoảng trên 130 ha dành cho sản xuất kinh doanh hoa và cây cảnh với gần 1.000 hộ. Là một làng hoa lớn của miền Bắc, lại có lợi thế gần Hà Nội, liền kề khu đô thị Eco Bắc, làng gốm Bát Tràng, giáp sông Hồng. Đây là tài nguyên du lịch nông nghiệp phong phú, khác biệt với nhiều nơi. Và chính điều đó, trong quá trình thực hiện đề tài, nghiên cứu, đề xuất giải pháp phát triển du lịch nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, Sở Khoa học và Công nghệ cũng như Viện Khoa học Phát triển Nông thôn, đơn vị thực hiện đề tài đã đưa ra các giải pháp về phát triển tiềm năng du lịch ở làng hoa Xuân Quan. Phát triển ngành du lịch nông nghiệp ở Xuân Quan sẽ tạo một nghề mới cho nông dân, tạo một cái chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. Trước đây ta chủ yếu kinh tế nông nghiệp, bây giờ thêm kinh tế du lịch. và phát triển kinh tế du lịch với tính chất để tạo ra một cái trong cái cơ cấu GDP của xã phải có một cái thu nhập là thu về du lịch. Để phát triển du lịch và kinh doanh nông nghiệp trong điều kiện hiện nay của xã Xuân Quan thì trước hết sẽ triển khai trong phạm vi nhỏ với sự liên kết giữa hộ nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp hoa cây cảnh. Các hộ liền kề hoặc gần nhau sẽ hợp tác phân công nhau theo nhu cầu của khách. Cùng với đó, phải tạo ra được một số điểm nhấn để mời khách như trung tâm đón, trưng bày và giới thiệu các hạ tầng thiết yếu để khách nghỉ ngơi, tham quan, trải nghiệm. Cái hệ thống giao thông của chúng tôi ấy, thì chỉ là đường bê tông và một số đường bê tông thì đã xuống cấp. Và nếu mà để phát triển du lịch ấy, thì toàn bộ hệ thống giao thông đấy sẽ tới đây phải áp phanh, bê tông nhựa. Cái thứ hai là hệ thống thoát nước thì phải được cứng hóa chứ không phải là hệ thống tiêu mương đất như bây giờ. Ba nữa là quy hoạch thì chúng tôi phải có quy hoạch các cái điểm đỗ xe. Đấy, và bên cạnh đó thì cũng phải tạo điều kiện cơ chế cho Xuân Quan, đó là có thêm được các cái dịch vụ. Du lịch nông nghiệp là loại hình du lịch tạo ra sản phẩm phục vụ du khách chủ yếu dựa trên nền tảng của hoạt động sản xuất nông nghiệp. Mô hình này đã được áp dụng hiệu quả tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và thủ đô Hà Nội. Vì vậy, phát triển làng nghề gắn với du lịch nông nghiệp trên cơ sở khai thác tiềm năng thế mạnh của nghề trồng hoa cây cảnh như ở xã Xuân Quan sẽ đạt mục tiêu kép là nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của cả hai lĩnh vực nông nghiệp và du lịch trên địa bàn tỉnh. Năm 2021, Chi cục thuế khu vực Văn Giang, Khoái Châu đã phát hiện 260 đối tượng là tổ chức cá nhân doanh nghiệp vi phạm trong kê khai trốn thuế, ra quyết định xử phạt và truy thu thuế với số tiền gần 3 tỷ đồng. Trong số các tổ chức cá nhân phát hiện sai phạm, có 98 doanh nghiệp vi phạm trong lĩnh vực kê khai thuế, trốn thuế với số tiền truy thu trên 1 tỷ đồng, truy thu người nộp thuế với số tiền trên 858 triệu đồng. Tổng số tiền phạt vi phạm hành chính, phạt khai thuế sai và phạt chậm nộp thuế trên 822 triệu đồng. Để đẩy mạnh chống thất thu lĩnh vực trọng điểm, Chi cục thuế đã tăng cường kiểm tra, tập trung vào các doanh nghiệp thuộc các ngành nghề hưởng lợi từ dịch Covid-19, các doanh nghiệp rủi ro cao, nhất là đối với các loại hình kinh doanh qua mạng, quảng cáo trực tuyến có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam. Năm 2021, Công an tỉnh đã phát hiện xử lý 33 trường hợp đăng tải thông tin không đúng sự thật với số tiền xử phạt gần 190 triệu đồng, qua đó góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Trong đó, nhiều nhất là thông tin diễn biến sai về dịch bệnh COVID-19 gây hoang mang dư luận. Cùng với đó là những hành vi đăng tải, chia sẻ, cung cấp thông tin sai sự thật, thông tin thất thiệt trên các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook. Mức phạt hành chính trong lĩnh vực này từ 5 triệu đến 7,5 triệu đồng. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn kịp thời phát hiện, triệt phá nhiều đường dây đối tượng vi phạm pháp luật ở nhiều lĩnh vực như cờ bạc, đường dây làm bằng hồ sơ giả. Đặc biệt, cơ quan chức năng đã đấu tranh làm thất bại nhiều âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, chống phá cách mạng, bôi nhọ danh dự người khác, qua đó góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những quy định về quản lý sử dụng pháo mà Nghị định 137/2020 của Chính phủ đã ban hành và có hiệu lực từ ngày 11 tháng 1 năm 2021. Theo đó, Nghị định 137 quy định về sử dụng các loại pháo như cá nhân, tổ chức được sử dụng những sản phẩm mà khi có tác động của xung kích thích cơ, nhiệt, hóa hoặc điện sẽ tạo ra các hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, màu sắc trong không gian như không gây ra tiếng nổ và được sử dụng trong các hoạt động lễ Tết, cưới hỏi, hội nghị, ngày kỷ niệm và các hoạt động văn hóa nghệ thuật. Các hành vi nghiêm cấm: 1. Cấm nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, xuất nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng hoặc chiếm đoạt các loại pháo nổ. 2. Cấm nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, xuất nhập khẩu, sử dụng trái phép pháo hoa, thuốc pháo. 3. Cấm mang pháo, thuốc pháo ra vào lãnh thổ. 4. Cấm lợi dụng, lạm dụng việc sử dụng pháo để xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, tính mạng và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 5. Cấm trao đổi, cho tặng, gửi mượn, cho thuê các loại pháo hoa, pháo nổ và thuốc pháo. 6. Cấm trao đổi, cho tặng, gửi mượn, cho thuê, tẩy xóa, chữa các loại giấy phép về pháo. 7. cấm giao các loại pháo hoa, pháo nổ cho các cơ quan, tổ chức cá nhân không đủ điều kiện. 8. Cấm hướng dẫn, huấn luyện, cách thức chế tạo, sản xuất, sử dụng pháo trái phép dưới mọi hình thức. 9. Cấm cung cấp thông tin sai lệch về quản lý, bảo quản pháo, thuốc pháo, báo cáo không kịp thời, không trung thực, che giấu các tai nạn, sự cố về pháo, thuốc pháo. Kính mời quý vị và các bạn tiếp tục chương trình với phần tin quốc tế. Giới chức tổ chức Hiệp ước Quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO vừa lên tiếng khẳng định sẽ không từ bỏ sự hiện diện quân sự ở phía đông của Liên minh và từ chối yêu cầu rút quân ra khỏi Romania và Bulgaria do Nga đưa ra. Tuyên bố được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thông báo đã được thỏa thuận trước cuộc hội đàm với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken ở Geneva, Thụy Sĩ. Theo đó, Washington sẽ hồi đáp tất cả các đề xuất an ninh của Moscow bằng văn bản vào tuần tới. Nga vào tháng 12 năm 2021 đã nêu các đề xuất gửi tới Mỹ và đồng minh, nhấn mạnh Moscow muốn các lực lượng và khí tài của nước ngoài rút khỏi những nước không thuộc NATO trước năm 1997, trong đó có Bulgaria và Romania, đồng thời từ chối kết nạp Ukraine. Tuy nhiên, NATO bác bỏ tất cả các đề xuất mà họ cho là mâu thuẫn với các nguyên tắc cốt lõi của Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu. Bộ Giao thông Vận tải Mỹ thông báo đình chỉ 44 chuyến bay từ Mỹ đến Trung Quốc của 4 hãng hàng không Trung Quốc để phản ứng lại các quyết định tương tự trước đó của Bắc Kinh. Theo đó, việc đình chỉ sẽ có hiệu lực từ ngày 30 tháng 1 đến ngày 29 tháng 3. Bộ này cho biết Pháp và Đức cũng có hành động tương tự với Trung Quốc. Theo Bộ Giao thông Vận tải Mỹ, Trung Quốc đã đình chỉ 44 chuyến bay từ Mỹ với lý do phát hiện một số hành khách dương tính với virus SARS-CoV-2. Quyết định của Trung Quốc gây ảnh hưởng đến lợi ích công cộng và cần hành động đáp trả tương xứng. Bộ cũng nói thêm rằng các hành động đơn phương của Trung Quốc nhằm vào các hãng vận tải của Mỹ là không phù hợp với thỏa thuận song phương giữa Mỹ và Trung Quốc. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng ngày 21 tháng 1 cho hay, các chiến binh IS đang tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào một nhà tù ở thành phố Al-Hasaka của Syria để giải cứu đồng bọn thuộc nhóm này. Trước đó, hãng thông tấn nhà nước Syria cũng đưa tin hai chiếc xe ô tô gài bom đã phát nổ tại lối vào của một nhà tù ở thành phố Al-Hasaka thuộc đông bắc của Syria, nơi đang giam giữ khoảng 5.000 tù nhân của tổ chức khủng bố IS. Nguồn tin quân sự trước đó cho hay, 23 chiến binh IS, trong đó có cả người nước ngoài, đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ sau khi nhóm chiến binh thánh chiến này tấn công một nhà tù ở Al-Hasaka ở đông bắc Syria. Các cuộc đụng độ vẫn đang diễn ra ở khu vực nói trên và các vùng lân cận. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Âu cho biết, biến chủng Omicron của virus SARS-CoV-2 đã trở thành chủng trội tại quốc gia thuộc Liên minh châu Âu EU và khu vực kinh tế châu Âu EAA. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Âu cho biết, Omicron được phát hiện lần đầu tiên ở Nam Phi đã trở thành chủng trội ở phần lớn các nước thuộc EU và EAA với tỷ lệ chung là khoảng 78%. Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh các quốc gia thuộc châu Âu đang lên kế hoạch nới lỏng hạn chế ngăn nCoV khi đợt bùng phát liên quan đến Omicron có dấu hiệu hạ nhiệt. Châu Âu tới nay ghi nhận hơn 110 triệu ca nhiễm COVID-19 và 1,59 triệu người chết. Khoảng 67% dân số của châu Âu đã tiêm ít nhất một mũi vaccine COVID-19 và 63% hoàn thành liệu trình. Cũng liên quan tới biến chủng Omicron, giới chức y tế Anh đang theo dõi một dòng phụ của biến chủng này và cho rằng nó có thể phát triển nhanh. Cơ quan y tế Anh cho biết chủng BA.2, một dòng phụ của biến chủng Omicron, đang được nghiên cứu nhưng chưa được chỉ định là một biến chủng đáng lo ngại. Phân tích ban đầu cho thấy tốc độ phát triển tăng lên so với dòng Omicron ban đầu là BA.1. Hiện 40 quốc gia đã báo cáo ca nhiễm BA.2, trong đó nhiều nhất là Đan Mạch, và tiếp theo là Ấn Độ, Anh, Thụy Điển và Singapore. Ở Đan Mạch, BA.2 đã phát triển nhanh chóng và chiếm khoảng 20% tổng số ca mắc COVID-19 trong tuần cuối cùng của năm 2021, sau đó tăng lên 45% vào tuần thứ hai của năm 2022. Phân tích ban đầu cho thấy không có sự khác biệt về tỷ lệ nhập viện vì BA.2 so với BA.1. Trong một sự kiện trước Tết Nguyên đán, vừa qua các thợ lặn ở Kuala Lumpur, Malaysia đã biểu diễn một tiết mục múa lân dưới nước ở thủy cung vô cùng độc đáo. Trong sự kiện này, hai thợ lặn đã mặc đồ biểu diễn múa lân và xung quanh là những con cá và rùa biển trong buổi biểu diễn ở thủy cung Aquaria tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia. Họ được hỗ trợ bởi dàn nhạc công ở bên ngoài bể cá. Để chuẩn bị cho màn biểu diễn, các thợ lặn phải trải qua khóa huấn luyện đặc biệt và mặc những bộ đồ đủ nhẹ để có thể vận động dưới nước. Màn biểu diễn này đã được tiến hành nhiều lần tại thủy cung Aquaria trong những năm gần đây. Múa lân sư rồng thường xuất hiện tại các nước châu Á và cộng đồng người Á trên khắp thế giới vào dịp Tết Nguyên đán. Nhiều người tin rằng điệu múa sẽ mang tới may mắn và xua đuổi ma quỷ. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.